Rồi đây là xác lập kỷ lục của chú Đúng. Vườn cây vô ưu, cây sa la có số lượng nhiều nhất được tạo dáng với các dáng thế theo triết lý nhà Phật. Đó, tổ chức kỷ lục Việt Nam rất là danh giá luôn đó nha. Năm nay chờ tôi mấy kiểu rồi. Lấy. Lấy. Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Ngày mới an lạc luôn nha. Thì hôm nay Bonsan Kim Sơn có duyên được đến một cái vườn cây rất là độc lạ nha. Nói chung là nó rất là khác biệt so với những cái vườn cây khác. Kêu là vườn cây sa la. Vườn cây sa la. Nhưng mà nó lại mang một cái nét gì đó của bên Phật giáo. Rồi mời cả nhà mình đi tham quan nha. Thì hôm nay cũng có duyên được gặp vợ chồng của Cú Đấm Thép TV và Nhi Lê, Lê Thị Nhi. Đó. Đó. Vợ chồng hôm nay anh đi thăm vườn Sa La. Trùng hợp lại gặp anh Sơn. Chú Sơn nhiếp ảnh thì còn lắm. Không, cái sau cây không còn cái mặt ra đẹp hơn. À, bên kia là trung tâm của thông tin, trung tâm thông tin truyền thông. Thì qua cái bài đăng của ông có nick là Núi Xanh, chuyên về ông cộng tác bên báo Pháp Luật Hồ Chí Minh, chuyên về đưa thông tin truyền thông. Đó thì qua bài đăng của ông thì được biết hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022, thì có vườn này mở cửa đón khách trong 1 tiếng để mà đi tham quan. Đây là anh Kiều Trung. Đó thì mình nhìn sơ qua thì mỗi cây nó mang một cái hình hài khác nhau. Nhưng mà mỗi cây đặt cho một cái tên nha. Đó. Ví dụ như cái cây này thì là cây vô ưu. Tên khoa học là cái gì dài quá mình không nhớ được. Dáng là trái tim Bồ Tát. Đó. Trái tim Bồ Tát. Đó, ở bên trên nó là mang cái hình một cái dáng hình trái tim. Đó. Anh Sơn ở cho em lên Liên Sơn nha. Đây, cây này nó mang hình một trái tim mà ở bên dưới thì mình nhìn nó giống như một cái vòi của con voi vậy. Nó quay ngược lại cây này, trái tim. Cây này là cây hầu như là trên đó. báo chí là cây này là lên nhiều. Cây này nó quằn lại cái là nó nhìn nó giống như cái vòi một con voi vậy. Đó, nhưng mà ngoài điểm kia đặc có rất biệt là nhiều cây, có nhiều dáng đẹp nữa ở bìa kia. Đặc biệt hoa của nó đây, hoa của nó này rất là đặc biệt, khá là to, nhưng mà theo chủ vườn nói là trái của nó cũng tầm 2 đến 3 ký đó nha. Hoa của nó là sáng nở, chiều rụng. Hoa nó có mùi thơm, giống như hoa lan nha cả nhà. Cái chùm nhụy nó ở ngoài đây nó lại trùm vô một cái chùm nhụy ở bên trong nữa. Nó rất là khác biệt nha. Đang chạy tới anh. Cánh hoa cũng khá là to. Đây so với bàn tay là cũng gần gần bằng 5 ngón tay luôn cả cái nhà. hoa này cái màu cái cánh của nó đậm hơn cái hoa bình thường khác. Nó gần gần cái chén á. Nhưng mà cái cánh nó màu màu nhung đậm. Còn cái kia nó màu hồng. Đúng rồi, cái này có lại màu hồng. Đây là ông chủ của vườn
vườn cây. Cũng không để ý cái này với cái kia nó có thơm như nhau không? Giống như nhau. À, một mùi thơm như nhau không? Mỗi cây có nhiều người ta gọi là cây hàm rồng, cũng là giống như hàm rồng. Đúng rồi. Đây nó đây cái hồ nó này. Mấy cái trong trong mà cho đường điện tử á. Nó giống như những cái con mà vô vô là bị ăn á. À đúng rồi. Đó rất là khác biệt hàm rồng. Không, cái ở cái hồ đó. Hình như là con nghĩ là ở ở đây là nó đậu quả này, còn ở đây là cái nhị cái gì phấn đó, cái phấn nó sẽ rơi vô đây. Đúng rồi. Hoa lưỡng tính là chị cái cùng hoa. Nó vậy là thằng này nó bổ cho thằng này luôn. Nó bù cho thằng này là nó ấy luôn. Cái là gọi là nhụy mà cái là nhị. Mình xem cái này nó rất là độc lạ. Khép thì nó giống như là cái hàm coi trẻ nhỏ nó muốn. Dạ, đúng rồi. Cái đầu lông, như cái đầu nó đầu lông đó. Cho nên nó gọi là cái hoa. Cho nên nãy cầm lên là thấy nó giống thứ nhất là giống cái trò chơi của trong cái này nó đâu phải tự thụ hả chú? Tự thụ luôn. Nó là hoa lưỡng, lưỡng tính. Cái phần trên là cái nhụy. Dạ đúng rồi. Nó giống như cái hàm, nó nhìn vô là cái hàm. Dạ. Những cái trò chơi điện tử mà nó bị. Đó là cái con ấy bập cạp cạp này. Đúng không? Nó có cái miệng cạp á. Đây này, trong cái đây như cái mấy cái răng, ví dụ là vô là bị dính. Bây giờ là mình sẽ tham quan. Tới rồi, nhưng mà nó là chủ yếu là nó theo cái nếu chà như mình để trong một cái lồng kính thì nó cũng tự thụ phấn được. Rất là thơm nè. Rất là thơm. Nếu mà xét nữa là thơm. Xét rồi mấy cái nó mới ra này nó cực kỳ thơm. Thơm. Thơm lắm. Cây này là ho cái nhiều. Cái này mà chỉ phân sớm ấy nha. Phân sớm thì thơm cực kỳ. Cây này ho nhiều nhất nè. Ví dụ như cái cây này á là Không. Nó ra hàng năm luôn chứ. Chú đặt là thì nó ra hàng năm luôn. Dạ, hiểu rồi. Tức là ý nó là 10 năm là cái cây này đã trồng được 10 năm rồi, hơn 10 năm. Quay đầu gặp bờ. Hàng năm nó đều ra. Quay đầu gặp bờ. Đây có nghĩa là mình thấy nè, từ cái gốc chính nè. Chú tạo cho nó xuống dưới kia bắt đầu nó lên bắt đầu nó lại gặp nhau bắt đầu nó lại chia ra hai nhánh, nó lại lên trên nó gặp nhau nữa. Lại hợp thành một nhánh. Đó là chú đặt là quay đầu gặp bờ. Đó. Cái này nó mang một cái gì đó lý của nhà Phật. Dạ đúng rồi, nó thiên về bên Phật giáo là nhiều. Nói chung là tất cả những cái dáng cây ở đây đều mang tính triết lý của nhà Phật. Nó mỗi cây là nó có một cái tích điển riêng của nhà Phật. Cái vườn cây này, tất cả những vườn cây này, các dáng cây mà do chú mà tạo ra thì nó đều mang cái triết lý của nhà Phật hết. Chứ nữa là sẽ mình đi mỗi cây là đều có đúng cái đều có một cái tên của nó cả. Cái tên khoa học luôn. Nó có tên khoa học luôn. Tên khoa học của nó là như vậy. Đây. Tên khoa học này. Tôi đợt mà đăng báo một cái nhau với cái chùa tòa soạn đến mấy thằng kia. Tên khoa học. Cái này giống Guinness đấy ta. Dạ. Tên cuối nữa, Guinness. Rất là lạ. Cây vô ưu, tên khoa học là Rosuc Pota. Ví dụ như cây đây có cây này có tên là Vạn Pháp Giai Không. Đó. Vạn dán là vạn pháp à. Dạ ý là cái à đúng rồi, cái dán là vạn pháp giai thông. Rồi đây cái cây này thì Sơn chưa thấy đặt tên, mà tên khoa học của nó đây, nhưng mà mỗi vùng miền người ta gọi Rồi, chúng ta sẽ tham quan thêm cái cây này nha. Cây này, đây này cũng có dán là quay đầu gặp bờ đây. Có nghĩa là đi xuống đây rồi bắt đầu quằn lên trên này, tỉa ra rồi bắt đầu gặp nhau ở trên này. Nghĩa là quay đầu gặp bờ. Ví dụ như cái cây này có cái dáng là niết bàn bên trong. Niết bàn bên trong. Đây. Sơn cùng đi đây. Đó. Rất là thơm luôn cả nhà. Rất là thơm luôn. Cái hoa này là hoa lưỡng tính, nó tự ấy lại luôn.
nó tự tự thụ à, tự thụ phấn lại cho nhau luôn. Thì đại khái như nó là mà một thằng thụ cho một thằng, nói chung là lưỡng tính á, nó khá cho nhau rất là hay luôn, rất là đẹp. Cái ho này lần đầu tiên Sơn nhìn thấy luôn. Cánh ho khá là đẹp luôn. Nó nhìn nó giống như là một cái miệng rồng. Cái miệng này, nó giống như là một cái miệng này. Đó, nó ngậm vô này. Rất là hay. Rất là ok luôn. Đó thì mình sẽ tham quan qua một cái cây này nữa đi. Cây này. Cây này thì cũng có cái dáng là niết bàn bên trong. Đó. Thì tác giả tạo ra cái cây này nó cũng cái hàm ý là mang một cái đưa một cái thông tin vô trong cây, trong là mình nhặt cái tâm, họ đưa một cái triết lý nhà Phật vô trong cái cây này, thì mình thấy cũng rất là hay và ý nghĩa đó. Dán niết bàn bên trong, rồi dán quay đầu gặp bờ, dán quay đầu gặp bờ. Mà mình nhìn á, ví dụ như ở bên trên này nè, nó giống như là một cái đầu của con voi, ở đầu cái con trâu, đầu trâu, ở đầu trâu. Còn bên dưới này thì giống như là cái vòi của con voi, đó, nó rất là khác biệt. Giống như cái cây này có cái dáng là bổn lai diện mục, bổn lai diện mục đó. Đó, ví dụ như cây này nếu mà mình đứng mình như thế này thì cũng khá là thanh tịnh đó. Ví dụ như cái cây này có cái dáng là ngồi thiền đây. Giống không cả nhà? Dáng này là dáng niết bàn. Niết bàn cũng khá là hay. Đây, mình sẽ tham khảo thêm một số dáng nha. Dáng này cũng là dáng ngồi thiền. Dáng này cũng là dáng ngồi thiền, nhưng mà cái cây nó to hơn. Cây nó to. Ở đây là cái dáng là quay đầu gặp bờ. Rồi thì mình có thấy một cái tấm bảng ở đây, 12 nhân duyên. Một là do vô minh tạo điều kiện hành phát sinh, do hành tạo điều kiện thức phát sinh, do thức tạo điều kiện danh sắc phát sinh, do danh sắc tạo điều kiện lục căn phát sinh, do lục căn tạo điều kiện xúc phát sinh, do xúc tạo điều kiện thọ phát sinh, do thọ tạo điều kiện ái phát sinh, do ái tạo điều kiện thủ phát sinh, do thủ tạo điều kiện hữu phát sinh, do hữu tạo điều kiện sanh phát sinh, do sanh tạo điều kiện lão tử phát sinh. Đây là những cái câu của chủ vườn để ở đây. Người tới thăm khách. Chào cô. Dạ. Đây là những vị khách đang đi du lịch thăm vườn. Đó thì mình sẽ tham khảo những cái vườn cây, những cái hình của cây đây. Khá là nhiều nhá. Mình thấy cũng rất là nhiều luôn. Hình trái tim, hình đủ thứ các kiểu.
rất là nhiều. Cái cây này thì theo Sơn được biết thì chủ vườn nói là lấy giống từ hoàng cung của Campuchia. Đó, cái xuất xứ của những cái cây giống này là ở hoàng cung Campuchia, thì cái xuất xứ cũng khá là cao cả. Đó, từ hoàng cung luôn. Dạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nghe sự chia sẻ của chủ vườn. Xin giới thiệu với các anh chị, đây là anh Đúng, Nguyễn Văn Đúng, anh là chủ cái khu vườn này. Anh Nguyên là kỹ sư nông nghiệp làm tại công ty phân bón Bình Điền ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái đây là cái khu vườn của anh ấy. Anh ấy thiết lập khu vườn này, nó vừa rồi được ngày 1 tháng 11 vừa năm vừa rồi là được cái tổ chức kỷ lục Guinness của Việt Nam á, là công nhận đây là kỷ lục của Việt Nam, là vườn cây sala có nhiều cây nhất và được tạo dáng theo các triết lý nhà Phật nhất. Thì có lẽ là trước hết là mọi người cho anh Đúng một tràng pháo tay về cái công trình này đấy ạ. Cái gì là sẽ nhiều người là cho anh Đúng sẽ giới thiệu về cái vườn này để mọi người cùng biết được. Xin mời anh ạ. Bà con, gia đình chúng tôi hôm nay rất là hân hạnh được tiếp đón bà con mình tham quan cái vườn trong những ngày đầu xuân. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Cho chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về cái nội dung của các thời gian của vườn cây này. Khi bà con mình đạo Phật có mặt ở Việt Nam rất là sớm, vào những năm đầu Cao Nguyên là đã có mặt rồi và đã đồng hành cùng dân tộc Việt hơn 2.000 năm qua trong cái công cuộc bảo vệ cũng như là xây dựng đất nước này. Và bà con mình cũng biết rằng Việt Nam là cái nước duy nhất trên thế giới này cho đến ngày hôm nay, duy nhất trên bà con có vua xuất gia đi tu. Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật đó, lúc xuất gia là thái tử thôi, chứ chưa là vua, mà duy nhất ở Việt Nam mình là có vua xuất gia đi tu. Tới cái thời gian này mình cũng chưa thấy cái tổng thống hoặc chủ tịch nào đi tu xong này. Thì đạo Phật được truyền dạy qua kinh điển, qua các bậc thầy tổ, rồi các tăng ni nhiều thế hệ. Các thông điệp của Đức Phật gửi đến mọi người còn được đông đảo quần chúng họ trình bày qua các loại hình nghệ thuật như là kiến trúc, điêu khắc, hội họa, ca dao, tục ngữ, rồi văn chương, âm nhạc, rồi các thể hình, các loại hình như là ca múa, nhạc kịch cũng trình bày một phần các giáo lý này. Cũng dựa vào đó chúng tôi đã chọn cây vuông để trình bày một phần nhỏ các giáo lý của ngài. Sở dĩ chọn cây vuông để mà trình bày một phần các giáo lý của Đức Phật, bởi vì thứ nhất là cây vuông nó mềm dẻo dễ uống, và thứ nhì là khi mà mình thấy, mình quan sát cái sự sinh trưởng phát triển của cây thì mình thấy có một sự liên quan, có một sự liên tưởng đối với cuộc đời cũng như là các giáo lý của ngài. Chẳng hạn như khi cây ra hoa thì nó ra hoa từ thân, bà con mình thấy ra hoa từ thân chứ không phải là ra hoa từ đầu ngọn như các thành viên khác, nó ra hoa từ thân. Cái điều này giúp chúng ta liên tưởng tới Đức Phật được sinh ra từ cảnh sườn của hoàng hậu Maya ở trong vườn Lâm Thị Linh. Khi mà tới chủ trưởng thành rồi á, cây hoa thì nó thơm, hoa nó thơm bà con. Nhưng mà khi mà nó đậu trái, trái nó chín rồi á, thì nó có mùi hắc hắc, nó khó ngửi. Và trái phải chín nẩu á, mùi nồng nặc á, thì hạt bên trong nó mới đủ già để mà nở thành cái con. Cái điều này mình liên tưởng tới cái quy luật sinh, lão, bệnh, tử của nhà Phật. Chúng ta còn sống như chúng ta như thế này, nhưng mà chúng ta chết đi rồi, chúng ta cũng cái mùi cũng hết sức là phát triển. Đó thì cái cây này nó không có những đặc tính đó nữa. Và cái sự ra hoa của cây á, cái hoa này bà con, nở vào lúc 2-3 giờ sáng
nếu mà bà con mình thức 2-3 giờ sáng bà con thấy nó từ từ nó nở ra. Cái này nè, từ từ nó nở ra. Đó, và nó rụng đi vào 3-4 giờ chiều. 3-4 giờ chiều cái hoa này rụng đi. Cái điều này nó nhắc nhở chúng ta thấy được cái tính vô thường của vạn sự vạn vật nó diễn ra trước mặt chúng ta. Đó. Cái điều này. Rồi trên một ngọng hoa dài bà con. Cái này nó sẽ ra dài tới 2-3 mét rồi bà con. Nó dài lắm, nó dài nhàng ra nó dài xuống đất luôn. Đó. Hoa dài tới 2-3 mét. Thì hồi hôm qua cái hoa này nở nè. Hôm nay có hoa này nở, ngày mai có cái hoa này nở, ngày mốt có hoa này nở. Cái sự nở rụng liên tục trong từng ngày, từng tháng, từng năm. Cái điều này nó làm cho mình trầm tư, mình chắc ở cho từng cái phút giây sinh nhật của mỗi kiếp nhân sinh của anh chị em mình ngồi đây. Và đặc biệt khi tới tuổi trưởng thành đó bà con, thì cây nó ra hoa quanh năm, cây nó ra hoa quanh năm. Nó thể hiện cái sự hồn nhiên, vô tư, không có phù miệng, không có phiền muộn, không có ưu phiền. Cho nên người Việt mình đặt cho nó thêm một cái tên là hoa vô ưu. Hoa vô ưu. Bên cạnh những cái tên khác, chẳng hạn như là nhiều người ta gọi đây cây sala, rồi cây đầu lân, cây hàm rồng, cây ngọc kỳ lân. Bà con thấy cái đây là cái hoa này, bà con thấy nó giống cái hàm rồng không? Đó, nó rất là giống hàm rồng. Khi mà mình coi múa lân á, mình coi múa lân thì mình thấy là như thế này. Đó. Nó có nhiều tên đó bà con, nhưng mà duy nhất cái tên khoa học nó là Corobita guyanensis. Trên toàn thế giới này phải chịu cái sự mà phân loại thực vật của các nhà phân loại thực vật trên thế giới. Gọi tên gì đó, gọi Việt Nam, Campuchia, Lào, có nhiều tên lắm, nhưng mà tên thích nhất trên toàn thế giới đó là Corobita guyanensis. Thì vừa tạo được hơn 20 thế giới bà con, hơn 20 thế giới. Tôi có thể đọc một số thế giới cho bà con xem để bà con có thể tạm hiểu rồi sau này cái mình đi vườn. Đó là dáng nhân quả, rồi dáng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả đó, rồi dáng ngồi thiền, dáng ngũ giới, đó là năm điều mà Phật tử không nên phạm phải, rồi dáng trái tim Bồ Tát, dáng bát chính đạo, rồi 12 nhân duyên, vạn pháp giai thông, nhị nguyên, bất nhị, niết bàn. Niết bàn bên trong, phiền não tức niết bàn, ngũ uẩn giai thông, tứ diệu đế, thiền đường Vipassana, từ tâm cho hành tinh xanh, hoàng sa trường sa Việt Nam, mình có cây hoàng sa trường sa Việt Nam đó nha bà con, lát tìm cả nhà, lạc long quân Âu Cơ Việt Nam, đó. Rồi cái cây cầu Việt, tôi xin giới thiệu cho nó nhanh đó, để bà con mình còn tham quan một thế gián thôi, là cái cây này nó mang cái tên là niết bàn bên trong, hoặc là quay đầu gặp bờ, hoặc là luân hồi và giải thoát. Niết bàn bên trong là như thế này bà con này, Đức Phật khi chúng ta nên quay vào bên trong tu tâm sửa tánh, thực hành bát chánh đạo để có thể vượt khỏi cái vòng luân hồi lẫn quẩn, hướng tới phúc lạc niết bàn. Thì được chúng tôi trình bày bằng cách là trồng cái cây vô nó cao khoảng 400 mét thôi bà con. Sau đó uống ngược về phần gốc của mình, để thể hiện cái sự quay đầu. Cái đây chỉ có một gốc nha bà con, uống trong đây. Cái quá trình mà tu tập thực hành bát chánh đạo bà con, nó dẫn dắt cái tâm thức mình vượt khỏi cái vòng luân hồi lẫn quẩn ở dưới, cái vòng khổ đau đó, để hướng tới cái phúc lạc niết bàn, là cái vòng tròn nhất thể bên trên. Vòng tròn này là vòng tròn niết bàn. Đó, cái dáng cây này nó mang cái ý nghĩa gì đó. Mà cái dáng cây này rất là khó làm. Tại vì sao khó làm? Một cái cây ăn lên thẳng như thế bà con, mình kéo xuống, mình uống cong xuống lại, ngược lại cái quy luật. Thành ra nó chết 10 năm chị, 10 năm. Thì nó thường hay bị chết á, nó không chịu quay đầu. Nó giống như mình, con người mình không chịu tu đâu. Thiếu có người tu lắm, ít người tu lắm. Thì cái cây này nó chịu tu bà con. Thì nó ra hướng này. Còn nhiều cây uống xuống nó chết luôn. Nó không chịu, nó ngược lại cái quy luật. Anh cho hỏi thăm chút xíu là như vậy là cái nhánh này cũng là cái từ dưới này lên là nó cũng là cái nghĩa là của một cây đó luôn. Nó là cây, đây là gốc này chị. Đây là gốc này. Dạ, nó lên cao xong cái chúng tôi kéo nó xuống uống lại xuống thành hình cong rồi nè. Dạ. Rồi đây rồi. Sau đó nó lại tiếp tục đẩy lên. Đẩy lên rồi trong cái mình tạo này thành hai nhánh. Để mình tạo thành cái hình tròn đây, cái hình tròn này nó hình tròn nhất thể, nó tượng trưng cho niết bàn. Rồi lên đây cái mình hợp lông lại. Đây là một gốc. Thì đó, ở đây thì có hai chục thế giới rồi đó. Mời bà con mình đi tham quan, mình chụp hình.
là cái cơ duyên nào mà để cho anh nghĩ tới như tạo được cái vườn sa la này, và như là cái ý nghĩa của nó như là nó như thế nào, mà tại nghĩa là cái lý do vì sao mà cái này nó đơn giản mà ba, tại vì bà má mình á thì ảnh hưởng Phật giáo rất là nặng. Má tôi là một người rất là tin Phật đó. Thì bà truyền nó lại cho mình. Thứ hai nữa thì mình mong muốn là chuyển tải những cái nét văn hóa, triết học, giáo dục của nhà Phật, cũng như là tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người. Cho nên mình làm một vườn cây này. Và đến hôm nay là 10 năm rồi, đến từ lúc cây còn nhỏ. Tại vì tôi thấy như là hầu như những cái dáng của anh làm á, thì mới nhìn là lại nghĩ là nó giống như một cái con voi, cái đầu voi là nó cái vòi là nó uống được. Thành ra tôi nghĩ cái này là phải chăng những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà giữa cái con voi của đạo Phật đó với lại cái này hay không? Đó anh nhìn ví dụ như cái dáng kia là giống như là cái vòi của con voi kia mà nó đầu con voi. Cái Phật giáo Nam Tông là Phật giáo của xứ dưới của châu Á mình á. Thì cái Ấn Độ vậy thì quay hùng mạnh mà nó quay hiền lành, và nó tượng trưng cho sự ngay thẳng, tượng trưng cho đấng Phật. Đúng rồi, khi mà thọc nhìn này mình nhìn nó giống cái vòi của con voi. Ở đây có hai mươi thế dáng, và nếu mà đi đầy đủ bà con mình đi từ dưới đi lên. Ở trên đây thì có những cái vị ngồi thiền rất là cao, 3 mét, có những vị ngồi thiền cao khoảng 1.6. Ở trên đây có một cái khoảng 150 ông đang ngồi thiền ở trên đây. Quý vị có thể mượn cái bạc đó, rồi mình trải dưới mình trải nghiệm cái ngồi thiền 50 phút để có một sự tĩnh tâm cũng rất là hay. Nhưng mà cái ngồi thiền đó là những cái xin anh hỏi thẳng lại anh hỏi kêu rõ là cái ngồi thiền mà như anh nói 150 tỷ, đúng rồi, là cái gì là 150 cây hả? 150 cây mình tạo dáng ngồi thiền, một người ngồi thiền. Ngồi thiền là một trong những cái tư thế ngồi đẹp của con người, phải không quý vị? Quý vị thấy mấy người ngồi thiền cũng đẹp lắm. Thì ngày xưa Đức Phật hành đạo cũng ở tư thế ngồi này dưới cội Bồ Đề. Tôi làm có cây cao mấy 6, có cây cao tới 3 mét. Rồi mời quý bà con đi tham quan ha. Rồi, rất mình cảm ơn chú chia sẻ. Đi lần lần đi lên hết là mình sẽ thưởng thức được 20 thế giới. Người cái đủ đây. Rồi mà mình đi dưới mình đi toàn lần lên hết á thì mình mới cảm được một cái tim lớn cấy xuống đất tái hiện cái tự nhiên luôn. Cảm thấy và trên cành tôi muốn thấy tôi làm nhiều cái trái tim con của mọi người cảm ơn chú ấy bụng mình gạt thử như thế cùng thấy là ghê quá lâu lâu cái kính màn hình này kính đằng sau vậy mình bạn mình lên đi chị. Mình tập người đứng đây chụp hình lên đây là lấy hết luôn. Cái này là 12 nhân viên. Mình trồng nó từ đem rồi đây. Cái hồi nhỏ mình trồng nó từ nhỏ mình trồng nó lên như thế này. Nó lên cao tới đây. Xong cái lúc đó mình ít lên đây lắm, đi làm rồi cho công ty không có điện mà lâu lâu mới về một lần thì thấy nó chết rồi. Nó rụng lá nó chết hết, nhưng mà nó chạc ngay nó chết rồi. Đây mai mình kiếm cái cây khác để mà mình trồng lại. Vài tháng sau lên thì thấy cạo cạo trên ngọn ra thấy nó màu xanh. Có nghĩa là ổng còn sống. Rồi vài tháng nữa lên thấy một chùm ra. Thay vì nó lên luôn ha, thay vì nó lên nó không, nó ra một chùm. Mình cũng học Phật rồi mà cái mình đếm thử mình thấy nó 12 nhánh, mình nói 12 nhân duyên, thành ra cái cây này là do duyên sinh mà có, chứ mình không làm được. Mấy chị thấy là sao ở trên không phải ra cái này tự đâm nhánh. Rồi cái này mình lấy cái cớ đó nên mình trình bày cái thuyết 12 nhân duyên thủ danh lão tử thủ cây này mình cắt cây đó vô minh. Rồi mình hành có cái cây bị hại nhân viên. Được. Từ bi hỷ xả.
tạo này rất là công phu luôn. Nhưng mà cái này là một mình chú tạo hay là có ai phụ giúp chú hay không? Nhỏ là tự mình làm, giống như là cái thú mình chơi lúc còn nhỏ. Dạ. À, mình khi mà cái sức mình còn uống là thừa nước. Dạ. Ngày bỏ ra khoảng 2-3 tiếng. Kim Thành giống ca sĩ nhạc sĩ gì ta? Lê Kim Thành đó. Con này con cũng làm bên lĩnh vực bonsai, thì nếu mà để tạo ra một cây bonsai thì cũng rất là công phu, nhưng mà cái này là dạng cây lớn mà cái này cũng khá là công phu. Đây là cây âm thanh, chứ không phải là thanh, là cái sự tâm trạng, thanh là âm thanh. Đây là cái cây từ bi thị xã. Dạng từ bi thị xã. Không, cái này mình tạo gì? Nó lên đây cái là mình tính đồ là mình tạo cây từ bi thị xã rồi. Thì theo truyền thống thì khi nói đến tâm, đến cái tình yêu thương, lòng cảm động người ta, người ta hay dùng trái tim để ta làm biểu tượng. Thì cũng thế ấy, thì tôi làm bốn cái tim để đại diện cho từ bi thủy xã. Từ là cái tình thương yêu vạn vật xung quanh chúng ta, bi là thương xót cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, của vạn vật. Thủy là mình vui cái niềm vui của người khác. Có nhiều người ích kỷ lắm, thấy người ta có hơn mình, đẹp hơn mình, sang hơn mình là ghét và hơn mình. Xã là mình nên buông bỏ cái lòng tham lam, ích kỷ phù hợp của mình. Vì bốn người thái tâm này nó có liên hệ mật thiết với nhau, cho nên chúng tôi khéo léo lòng bốn cái tim. Thành bốn cái tim. Mà lòng vào nhau. Lòng vào nhau, lòng dính vào nhau luôn. Cái kiểu như là cái lòng dính vào nhau. Cái hình cũ là thế bộ hội á. Chứ không phải là lòng dính vào nhau luôn. Có nghĩa chúng ta có được tạo một sự liên kết. Tức mình có ba đại tham kia. Chúng ta không thể tách rời một tâm ra để mình tu hành. Nó cái này là ý và tác giả lòng bốn cái tim này vào nhau là như thế. Rất là công cái này có dáng này rồi, có dáng cũng từ bi thị xã cũng dáng này, thì đây cũng là một cái dáng cũng bốn cái tim. Nhưng mà nó này nó ở cái dạng khác. Cái này cũng bốn cái tim, cũng khá là công phu cả nhà. Rồi cái cây để mà kêu gọi bảo vệ môi trường thì mình làm cái cây này. Nhưng mà mình có cảm thấy như là cái vườn này mình trồng cái khoảng cách này nó hơi gần không? Nó chặt lắm, nó chặt lắm. Tại vì về lâu về dài thì mỗi cây ít nhất là cắt nhau phải được 5 mét để cho nó... Có thể sau này khi mà mình có tiền mình mua 2 má ta, mình bung rộng ra. Cái lúc đó mình làm du lịch số 1 á. Mình làm một cái tim gieo xuống cái quả đất. Đây là cái quả đất. Một cái tim gieo xuống quả đất để mình kêu gọi cái lòng từ tâm cho cái hành tinh mình đang sống. Tại vì con người mình tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường quá. Yêu cầu từ tâm cho thông thường Phật giáo cũng hay kêu gọi từ tâm cho chúng sanh. Mà thực ra từ tâm cho chúng sanh nó chưa đủ đâu. Mình phải từ tâm luôn cho cả đất đá, cỏ cây, sông ngòi và biển cả. Từ tâm với vạn vật. Cái này nè, theo tôi nghĩ á, đây là cái thiện ý thôi nha. Nếu mà trường hợp mà mình đỡ cái nhánh này mình cho ra để sau đó mình tạo thành cái âm dương á, nghĩa là cái mặt trời âm dương đó, để như là nó thể hiện cho như là cái vạn biến của tạo hóa. Đúng rồi, một chữ S nó nằm dưới nữa. Thì đó, thì nếu mà trường hợp mà cái này mà mình đưa nó xuống, nghĩa là cái nhánh này nè, mình dưỡng để sau đó mình đưa nó xuống này, thì có thể là như là cái ý nghĩa nó sẽ hay, nó sẽ sâu sắc hơn. Tại vì rồi, như là cái tất cả mọi cái về cuộc sống mình đó là quy về cái thuyết âm dương nó rất là nhiều. Rồi cái cây hồng ta, chúng ta Việt Nam. Tiền não mình trình bày bằng hai cái sợi dây nhiệt nha. Bó buộc siết với nhau. Trong bùng có sen. Đó là lời của thầy Thích Đức Hạnh. Còn Hán Nam mình thì thường diễn tả là phiền não tức niết bàn. Phiền não tức niết bàn thì bà con phiền não gì? Phiền não tức niết bàn. Tức niết bàn. Phiền não tức niết bàn. Phật giáo thì ai cũng biết hết rằng phiền não tức niết bàn, phiền não tức niết bàn, nhưng mà con rất khó hiểu. Yeah. Hồi xưa đúng mà cách đây ba mấy năm, 40 năm mà tôi vô Phật giáo, tôi thấy cái câu này nó mâu thuẫn ghê. Xong rồi mình lớn lên cái mình thấy ô nó không mâu thuẫn. Phiền não tức là niết bàn. Rồi sau này thì sư Thích Hạnh nói cho dễ hiểu hơn đó là
trong bùn có xe. Dạ. Mình tìm cái chất liệu từ đau khổ, từ bùn, nó mới có sen thôi. Anh không thể trồng sen trên đất này, anh không thể lấy vàng bạc kim cương ra để mà anh cấy sen lên sen sống đâu. Trong bùn có sen, trong phiền não có nước bạn. Thì phiền não tôi trình bày là hai sợi dây gì? Hai sợi dây so sánh, hai sợi dây phân biệt. Chính cái này nó trói buộc, nó trói buộc chúng ta. Còn nước bạn thì tôi cũng trình bày bằng một vòng tròn có đường kính bất tận. Dạ. Để mà tạo được một vườn cây này là cũng tầm 10 năm. Nhưng mà cũng nếu mà nếu mà một người làm như này là cũng cũng hơi. Dạ không, con là cú đấm tôn. Sắc nó đi rồi con. Chúng nó đi rồi. Như là hôm trước em có đi lên cái chương trình gì với mẹ là phải không? Phải em không? Bà con mình mà nghe tới nước bà nó tưởng kiếp sau. Dạ. Tưởng gì nó xa lắm, nó xa xôi lắm, nó không thực tế. Sao để mà ta nói là niết bàn á, nó giống như là mình không thể tìm niết bàn, nó không có địa chỉ, nó không có một nơi chốn, nó không phải là nơi chốn. Niết bàn càng không phải là kiếp sau. Niết bàn nó chỉ là một trạng thái tâm thức mà ở đó mọi sự hiện tượng nó diễn ra như đang là. Ở đây thì cái tôi hữu hạn của mình nó đã chấm dứt, không còn than oxy, thì lúc đó có niết bàn được chúng tôi trình bày bằng một cái vòng tròn. Nhưng mà cái vòng tròn này mà nói nước bạn là coi chừng bị người ta la chết. Tôi dùng cái từ là một hình tròn này tượng trưng mà nó có đường kính vô cùng. Bà con nếu một cái vòng tròn giới hạn thì có tôi ngoài vòng tròn, có anh đứng trong vòng tròn. Cái đó là không phải nước bạn, cái đó là sự phân biệt. Khi mà cái đường kính này vô bất tận rồi thì không còn trong, không còn ngoài nữa. Cái đó là trạng thái nước bạn. Rồi, đây là hồng khai, trường khai, trường khai. À, ok. Cái tàu mẫu cây nó cao 5-6 mét á. Rồi bắt đầu là từ uống xuống cho nó thành cái chữ S này. Dạ. Thì đại diện cho Việt Nam mình. Đây, hồng xa, trường xa Việt Nam. Ờ, bên cạnh đó thì có hai trái tim. Tháp vô một cái... hai cái đảo với hai cái tim vậy ông. Hồng Sa là cứ hai cái đảo với con kia hai tim. Hồng Sa, Trường Sa. Rồi ở dưới này thì tôi cũng chích ra, tôi tạo thành một cái cánh cây. Nó là một sự ý. Thông thường thì người ta ý tưởng ta làm táo bạo. Người ta làm bằng cái chất liệu sắt, thép, nhựa, rễ, điêu khắc, đục. Nhưng mà tôi làm cái hình tượng này bằng cây. Okay. Tôi cũng muốn cho đất nước mình nó mãi mãi nó xanh tươi thế này. Nhưng mà chú muốn truyền tải những cái thông điệp cuộc sống qua cái những cái dáng thế cây. Mình chọn không phải thông điệp cuộc sống mà thông điệp về như là triết lý Phật giáo, triết lý nhà Phật. Triết lý nhà Phật mà nhiều. Qua những cái... Tại vì cái triết lý nhà Phật đó là nó vô cùng, thực ra là vô cùng. Ví dụ như cái từ niết bàn thôi, như anh đúng vừa rồi anh giải thích là anh nói là coi như là nó phải biến thể từ cái này qua cái khác, nghĩa là nó biến, gọi là nếu mà biến thể thì không đúng, mà nó thay đổi từ một cái trạng thái này qua một cái trạng thái khác. Nhưng mà với tôi thì như là cái niết bàn, chỉ khi nào mà bạn thấy cái nụ cười của bạn vui thật sự đó chính là niết bàn, là bạn đang ở cái cõi niết bàn rồi. Đó, thì mọi sự vật hiện tượng nó diễn ra như đang là. Khi mà mình vui một cái niềm vui trọn vẹn, nghĩa là mình cười vui trọn vẹn, đó là niết bàn, là mình đã đạt tới cái điểm coi như là nó không còn gì phải âu lo. Và thậm chí như cái vui đó của mình sẽ đem lại niềm vui cho người khác. Thì đó chính là cái niết bàn. Cái sự đem lại niềm vui cho người khác đó chính là cái lăng tỏa. Cái vui mà cố gắng vui là kêu là cưỡng cầu. Cái đó cưỡng cầu. Không phải là nó vui một cách tự nhiên. Mình vui cách tự nhiên. Cái niết bàn vui lắm. Nó có câu chuyện mà mình kể ra, mình thấy niết bàn nó dễ lắm. Nó dễ hiểu lắm. Có hai ông bạn thân từ nhỏ tới lớn à. Rồi cái cuộc đời nó chia cách thì... Mà hai ông này từ nhỏ tới lớn thì sống trong chùa, cũng là tu hành với nhau rồi. Lớn lên thì một ông thì tiếp tục tu, thành một thiền sư cao đạo trong núi á. Còn ông kia, ông theo nghiệp binh đao. Ông ra chiến trường để ông bảo vệ đất nước. Hai bạn này thường xuyên gặp nhau lắm, cũng trao đổi về Phật pháp nhiều. Có một cái lúc cái ông chiến trận, ông về hưu, ông qua ông về, ông về phép mà. Ông vô núi, ông gặp cái ông thiền sư này để ông thăm bạn. Thì hai người gặp nhau thì rất là mừng rỡ, rót trà rồi uống, nói chuyện với nhau. Xong cái ông thiền sư sao ông nổi nóng ông lên, ông chửi ông võ tướng này quá chừng luôn. Ông chửi ông kia không kịp, không nghĩ thằng bạn mình nó tu cỡ này mà sao nó quýnh mình, nó chửi mình dữ vậy. Ông rút kiếm ra liền, ông chém.
với ông thiền sư, mà ông thiền sư ông cao đạo võ mà ông né liên tục, ông né được hết trơn á. Đồng thời ông hét lên một tiếng địa ngục. À, ông bạn kia hiểu ngay lập tức liền, dân tu mà lập tức bỏ cái đau không liền. Xin lỗi bạn mình, xin lỗi bạn. Nên ngay lúc đó thiền sư nói niết bàn, rất là dễ hiểu thôi. Nếu mà chém ông là coi chừng vô tù. Yeah. Bỏ đau xuống nó có niết bàn liền. Nó đơn giản chứ không phải niết bàn là kiếp sau, không phải là niết bàn một nơi chốn nào tìm hiểu hết. Rồi mở cái gì đi thôi, con vừa đi. Ở đây có cây bắp nhị cũng dễ thương. Bắp nhị. Cái đời mình là khổ do mình bị sao lo, mình con tính. Hai trái tim lòng vào nhau. Thực ra có nhiều người thí dụ mình thích may, mình chỉ thích may thôi, mình không thích cơn mưa, rồi mình chỉ thích may thôi chứ mình không thích nước, cái may nó mất rồi cái mình đâm lòng mình buồn bã. Nhưng mà thật ra là mình không thấy hết cái tánh của vạn sự vật, là may đã biến thành nước, thành cơn mưa, thành nước. Thành ra mình yêu nước á, thì mình cũng phải yêu luôn cái cơn mưa và yêu luôn cái may. May thì thật ra nó không mất đâu, nó đã biến thành nước. Nó đã biến thành trước mắt mình là cái ly cà phê. Nếu mà mình nhìn cho sâu á, thì mình uống cà phê thì mình nói mình đang uống may cũng chính xác. Thì cái tính bất nhị tôi làm hai cái chim. Và tôi lòng hai cái chim này vô nhau cùng. Tôi lòng hai cái chim này vô nhau để tôi muốn nói rằng á, bây giờ nó không còn là một trái tim nữa và nó chẳng phải là hai trái tim riêng biệt, nó có trong nhau ở chỗ này, nó có trong nhau, trong một có số nhiều và trong nhiều nó có số một. Nó trong anh có tôi này, trong chúng sinh này có chúng sinh kia, trong hữu sinh thì nó có vô sinh, trong vũ trụ này nó có vũ trụ kia nữa. Thưa bà con, thì phúc lạc niết bàn nó đến từ cái chỗ mà mình không phân biệt, tức là không ai. Cái cây này nó có ý nghĩa đó. Mà khách vô đây là thích chụp cái cây này nhất. Cũng không hiểu ở trên á, có nhiều người mời tôi ra để nói về cái tính bất nhị của mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này thì mình ra, nhưng mà họ thích đây là họ thích hay cái gì. Và tôi khéo léo là tôi để cái này, khi mà chụp hình đây thì nó dính cái này vô. Có nhiều lúc người ta về nhà, những cái bậc mà người ta có kiến thức Phật giáo, ta đọc ta hiểu liền à, ô cái ông này là ông nhân cái cơ hội này, ông nhân cái tình yêu, ta tưởng là tình yêu, ta tưởng là vợ chồng, không phải đâu, cũng như vậy, nhưng mà kèm theo đó mình có một bài học học về nhưng mà những cái băng quăng này là nó là từ cái gì nữa ta? Không phải gì, cái này vô lắm, cái vườn tre, xong cái nó có dây leo nó bám lên đó, rồi cái chặt tre mà cái nó lòi ra này mình thấy này hay quá, rồi mình để về đây luôn. Cho nó vẽ anh cổ kính là anh... cái ngồi thiền. Nhưng mà theo con nghĩ là nếu mà ông chú ông bỏ ra một cái rất là kỳ công luôn, nếu mà một mình chú mà làm ra được một cái vườn này mà trong vòng 10 năm mình cảm giác nó dạ. Thực ra đó là cái này là nó phải là một cái sự đam mê, dạ. Và đồng thời là ông đã ngộ ra được cái điều đúng đó. Rồi, dạ. Nhưng mà trong cái ngộ đó thì có thể là qua cách nói thì do cái nói ít quá nên mình nghĩ rằng nó vẫn còn chưa sâu sắc, dạ. Nhưng mà để một thời gian nữa là ông sẽ ngộ tiếp ra, dạ. Sẽ có rất là nhiều cái hay. Và cái này là khi mà làm cái này là vì chú là chưa có hình dung ra được cái sự phát triển của nó, thành ra trồng gần quá. Dạ, nếu là nếu mà trường hợp mà hình dung ra được cái sự phát triển của nó ngay từ đầu thì nó sẽ tạo được một cái không gian xanh nó rộng hơn và đồng thời là nó sẽ nhiều dáng hơn, chứ nó không phải là bây giờ nó rất là nhiều cái sự trùng lập. Như nó cô nó nói ví dụ là cái này này nên cái đường nó lặp lại đúng, vòng tròn là một là, hai vòng tròn thôi, còn dáng này cái này là một hoặc hai đó, tức là cho nó thưa bớt ấy. Nó thưa ra nghĩa là bây giờ đừng có tiếc, ví dụ như bây giờ có thể kêu bán bớt, kêu bán cho ai đó chẳng hạn, người ta đến để mình mở rộng, nghĩa là mình cho nó tạo thành khoảng cách ấy, và đồng thời như là mình đưa cái
những cái giáo lý nhà Phật á mình đưa vào những cái thế nào, nhưng mà mỗi cái là chỉ nên một, dạ, đúng hai. Dạ, thực ra là hai là nó cũng phải nhiều rồi. Ừ. Ví dụ như vòng tròn này, khi qua khi mới vòng đi tròn ha, đó nó bị trùng nhập. Ừ. Thành ra như là mỗi một, nhưng mà phải để những cái cây nó phải so le để người ta nhìn cho nó thoáng, mà nó có một cách khoa học, nghĩa là nhìn là nó thoáng, nó khoa học, nhìn nói chung. Là cái này là cũng cần, nói chung là chắc cũng mới lần đầu cho nên là nó không có được không thì là, tại vì cái gì vậy lắm. Nó phải có một cái thời gian dài thì nó mới lắng động lại và nó chiêm nghiệm lại và bắt đầu nó phải tự tách ra nó như thế nào, chứ còn đây là một cái sự trải nghiệm ban đầu, có thể là thích làm đúng rồi. Và có thể là những cái cây bây giờ ông làm vậy nhưng mà sau đó ông sẽ cố ông giữ lại những cái cây mà có dáng đẹp, dạ đúng rồi đó. Cũng như cái này là chú làm theo chú đam mê á, mê đó, nhưng mà chú mới định hướng thôi, cũng như cái hồi mà cô mới biết về dừa đó, cô thích nhưng mà sau đó khoảng chừng 5 năm sau là cô ngộ ra rất là nhiều điều, nghĩa là mình phải tập trung vô, mình tâm huyết thì nó mới ra được. Cô là chuyên về, cô là người nghiên cứu về dừa. Nghiên cứu về dừa. Mẹ nói gì phù thủy vậy? Phù thủy dừa. Phù thủy dừa. Ban đầu là phù thủy gáo dừa, người ta có biến hóa, có thể muốn cái gì từ gáo dừa cô có thể làm ra được hết. Đó, nhưng mà sau này thì cô nghiên cứu sâu vào, với lại cô nghĩ là gáo dừa, cái gáo là nó tượng trưng cho cái đầu rồi. Bản thân cái gáo dừa. Dạ đúng rồi. Mà mình như vậy thì mình cảm thấy mình hơi kiêu ngạo quá. Dạ. Thành ra thôi cái dừa cho gáo nó lại. chung chung. Không có gọi là gáo dừa nữa. Nó không có. Dạ. Thì gáo đây. Mới nãy con có nghe cô nói đạt được mấy cái danh hiệu gì á cô? Cô thì cô đạt 2 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Là về nghiên cứu vật liệu. Nghiên cứu vật liệu. Nhưng mà sau khi mà nghiên cứu vật liệu xong thì cô đi sâu về văn hóa, tại vì cô học cái nền cô là Đông phương. Thành ra cô nghiên cứu nó về cái tính văn hóa nhiều hơn. Dạ. Như cho con hỏi thêm là cô có công ty hay là nhãn cái thương hiệu á, thương hiệu gì không cô, để cho bên khán giả của con có thể là ghé qua thăm bên cô thêm. Thật ra thì cô nói thật với con như là cô là cái người rất là cảm tính. Dạ. Cô là cái người mà nếu mà nói như là nhà báo Võ Đăng Danh nói thì cô rất là lãng mạn mà cũng nghĩ đúng. Tại vì cô thích làm gì là cô làm theo cái ý của cô thôi, chứ không quan tâm nhiều tới cái vấn đề lợi nhuận. Thành ra cô đang làm cái này cô thấy ổn rồi là cô ngưng, cô chuyển qua cô nghiên cứu cái khác. Và hiện giờ thì cô là đi tư vấn cho các địa phương về cái, nghĩa là cái nghiên cứu ứng dụng, nghĩa là đưa cái văn hóa để làm sản phẩm phục vụ cho du lịch để phát triển kinh tế. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Để cô đi nha mọi người. Lo đi hết rồi. Ủa đi đâu, đi về hả? Dạ, về rồi. Giờ tính cũng bị đóng cửa rồi. Không muốn về luôn, không được rồi. Dạ. Dạ, dạ, anh về. Để lát nữa em bèn với mấy cây con kia nữa. Rồi, Sơn cũng vừa tham quan được cái vườn cây sa la hay còn gọi là vườn cây vô ưu. Thì theo ý đồ của tác giả là, nói chung là chú cũng đam mê thôi. Chú tạo cho đam mê cho mình thôi. Nhưng mà theo Sơn nghĩ thì nếu mà trong 10 năm mà chú tạo ra được như này thì cũng rất là kỳ công. Và cái kỳ công đó chú đã đạt lại được một cái danh là vườn cây sa la độc nhất vô nhị của Việt Nam mình, được bên kỷ lục Việt Nam ghi nhận và đã trao cho chú. Thì trong tương lai thì sẽ làm thành một khu du lịch sinh thái. Thì chú muốn đưa những cái giáo lý nhà Phật vào trong những cái hình tượng của cái cây đó thì nó cũng rất là hay, rất là có thể mình tới đây mình sẽ được cảm nhận được một cái gì đó về triết lý đời sống con người đó, thiên về bên Phật giáo đó, rất là hay đó. Thì ở đây thì tạo ra những cái vườn rất là rộng, chú tạo ra cái dáng thế ngồi thuyền rất là nhiều, ở khoảng 150 cây dáng thế ngồi thuyền. Thì theo chú nói là chú thấy cái dáng thế ngồi thuyền là cái dáng thế đẹp nhất của con người, giống như những người mà tập yoga hoặc là những người làm học thuyền á, người ta ngồi cái dáng thế nó rất là trang nghiêm và nó bộc bạch ra được cái tính cách của con người. Thì hôm nay Sơn cũng rất được duyên ghé thăm vườn này và
Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu mà mình có điều kiện thì nên tới đây một lần để mà mình tham quan. Thì địa chỉ của nó là ở thôn Trường Xanh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nói chung là khi mà mình tới Ninh Thuận, mình nói là vườn cây sala là người ta sẽ chỉ cho mình thôi. Thì cũng rất cảm ơn chú đã tạo ra một cái vườn rất là độc đáo và mang một cái nét đậm nét về Phật giáo rất là nhiều. Thì bản thân Sơn cũng là người quy y Phật giáo, cho nên là Sơn cũng đồng cảm được cái tình cảm mà chú đã đưa vô trong mỗi cái cây đó. Giống như Sơn làm bên bonsai vậy, mình muốn tạo ra một cái tác phẩm là mình phải dùng cái tâm mình đưa vào trong cái tác phẩm thì cái tác phẩm nó mới có hồn đó. Đó thì phải cùng đam mê thì mình mới cảm nhận được, chứ còn ngoài đam mê thì họ chỉ tới là chỉ check in chụp hình đồ cái thôi. Nhưng mà khi mà mình tới mình cảm nhận được cái đạo lý cuộc sống con người thì mình rất là hay. Rồi Sơn chân thành và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn nha. Kính chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.